Giá bán các loại xăng dầu từ chiều nay, mùng 1 tháng 6 sẽ được áp dụng theo mức giá mới. Giá xăng dầu hôm nay trên thị trường thế giới tiếp đà giảm mạnh từ hai phiên trước, còn giá xăng dầu trong nước tại kỳ điều chỉnh lần này được dự báo tăng lần thứ hai liên tiếp. Theo lãnh đạo một số doanh nghiệp đầu mối xăng dầu, do giá xăng nhập tại thị trường Singapore ở kỳ điều hành này tăng nên giá bán lẻ xăng dầu trong nước vào hôm nay cũng được dự báo tăng. Nếu cơ quan quản lý không tác động đến quỹ bình ổn giá xăng dầu, giá xăng E5 RON 92 có thể tăng 550 đến 810 đồng một lít. Giá RON 95 có khả năng tăng 650 đến 900 đồng một lít, còn giá dầu có thể tăng từ 250 đến 300 đồng một lít. Trong trường hợp Liên Bộ Công Thương Tài chính chi quỹ bình ổn giá xăng dầu có thể tăng ít hơn, nếu dự báo trên chính xác, giá các mặt hàng xăng trong nước hôm nay sẽ tăng lên lần thứ hai liên tiếp. Do giá ga thế giới biến động mạnh, giá ga bán lẻ trong nước cũng giảm đáng kể, lên đến 35.000 đến 35.500 đồng đối với bình 12 kg. Mức giảm này áp dụng từ hôm nay, mùng 1 tháng 6. Theo các doanh nghiệp kinh doanh ga phía Nam, giá ga thế giới đã giảm mạnh thời gian qua, do đó giá ga bán lẻ trong nước sẽ có một phiên giảm giá sâu. Mức giảm giá này áp dụng từ ngày 1 tháng 6. Cụ thể, các hãng ga sẽ giảm giá với loại bình 12 kg với mức giảm từ 35.000 đến 35.500 đồng một bình, tương đương giảm từ 2.917 đến 2.968 đồng một kg. Trong đó, đại diện thương hiệu City Petrol cho biết các sản phẩm ga bán lẻ của doanh nghiệp này sẽ giảm giá 2.968 đồng một kg. Như vậy, bình ga loại 12 kg của City Petrol sẽ giảm giá 35.500 đồng một bình. Trong khi đó, loại bình ga 45 kg sẽ giảm đến 133.500 đồng một bình. Như vậy, hiện giá ga bán lẻ trong nước từ đầu năm đến nay đã có 4 tháng giảm và 2 tháng tăng. Công ty tuyển dụng Navigos Group vừa công bố báo cáo về nhu cầu tuyển dụng nhân sự tại Việt Nam. Kết quả cho thấy gần như mọi ngành đều sụt giảm tuyển dụng trong 4 tháng đầu năm, số ít ngành có tăng trưởng. Báo cáo cho thấy thị trường lao động tại Việt Nam trong 4 tháng đầu năm 2023 có nhiều ngành sụt giảm nhu cầu tuyển dụng, có ngành lên đến 43%. Đặc biệt, người nước ngoài hoặc Việt Kiều bị sụt giảm nhu cầu tuyển dụng 39% so với trước dịch. Bên cạnh đó, nhu cầu tuyển dụng lao động thời vụ, hợp đồng ngắn hạn giảm đến 63%, sinh viên mới tốt nghiệp giảm 49%. Tuy nhiên, một số ít lĩnh vực vẫn tăng nhu cầu tuyển dụng như ngân hàng và dịch vụ tài chính 4 tháng đầu năm tăng trưởng 10% so với cùng kỳ đang bình ổn trước dịch COVID-19. Dù được xem là có sự tăng trưởng so với cùng kỳ trước dịch do sự phát triển vượt bậc vào năm 2022, nhưng ngành này và chứng khoán được dự báo sẽ gặp nhiều thách thức trong năm 2023. Nhóm ngành hàng tiêu dùng 4 tháng đầu năm 2023 tăng trưởng 10% so với thời điểm cùng kỳ đang bình ổn trước dịch COVID-19. Thưa quý vị, do bị nợ lương nên nhiều lao động thời vụ làm việc trong một dự án du lịch tại huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu rơi vào tình cảnh phải cầm cố cả giấy tờ tùy thân để có tiền sinh sống qua ngày. Trong khi đó, đơn vị thuê những lao động này có trụ sở tại thành phố Hồ Chí Minh vẫn chưa trả lời đến khi nào mới giải quyết, khiến cuộc sống của những người lao động đã khó lại càng thêm khó. Theo phản ánh của những lao động này, từ tháng 10 năm 2022, họ được công ty cổ phần kỹ thuật công nghệ Sài Gòn có trụ sở tại thành phố Hồ Chí Minh thuê thi công hạng mục điện, nước tại một dự án du lịch ở xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Công ty không ký hợp đồng lao động mà chỉ thỏa thuận miệng, và theo thỏa thuận thì công ty sẽ trả lương cho họ vào thứ 6 hàng tuần. Tuy nhiên, từ tháng 4 năm 2023 đến nay, công ty cổ phần kỹ thuật công nghệ Sài Gòn chưa trả lương cho hơn 50 lao động với tổng số tiền khoảng 1,6 tỷ đồng. Phần lớn lao động làm thuê cho công ty đến từ nhiều tỉnh thành khác nên thuê phòng trọ tại xã Phước Thuận để tiện cho làm việc. Do bị nợ lương nên nhiều lao động không thể trả tiền phòng. Một số đã cầm tạm giấy tờ, phương tiện cá nhân để lấy tiền sinh sống qua ngày nên chưa thể về quê. Bên chúng tôi là người lao động nhưng cũng không có dành dễ về hợp đồng, ký tên gì hết. Nhưng mà chúng tôi chỉ là thỏa thuận qua miệng thôi. Hiện tại là chúng tôi rất là khó khăn. Tại anh em cũng ở xa tới từ miền Tây, miền Bắc đổ xô đây để anh em kiếm công việc làm, để kiếm sống qua ngày. Nhưng mà hiện tại chị cũng thấy bên anh em cũng ở ngoài đường, đâu có ở nhà trọ thì không có tiền đóng nhà trọ. Anh em là người thì cầm điện thoại, rồi người thì nói chung là cầm giấy chứng minh, cầm xe. Hôm nay nói thiệt anh em là không có tiền, thậm chí là mua gạo về rồi bắt ốc, bắt cua đó, để mà coi như là tự ăn, tự chắc chải. Chứ mì gói còn không có ăn nữa mà. Hiện tại là anh em chỉ mong muốn lấy được 3 tuần lương,
để có cái tiền gọi là chi phí chi trả tiền nhà và tiền để anh em đi về quê để trang trải cuộc sống. Rồi em mong muốn là phần còn lại là công ty sẽ cho một cái hạn đến khi một ngày nào đó chính xác. Nhận được thông tin, Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện Xuyên Mộc và đại diện chính quyền xã Phước Thuận đã có mặt để ghi nhận vụ việc. Hiện tại bây giờ là người lao động chưa có kinh phí để mà trả cái tiền nhà trọ, thì bên phía là lãnh đạo huyện, đại diện lãnh đạo huyện và của ban dân xã Phước Thuận á, thì sẽ tới trực tiếp là sẽ chỉ đạo xã Phước Thuận là trực tiếp là tới cái chỗ chủ trọ để vận động chủ trọ là có thể hỗ trợ cho người lao động thêm một thời gian nữa về cái tiền đó, để sau khi mà giải quyết vụ việc xong á, thì chủ trọ sẽ, người lao động sẽ thanh toán lại cho chủ trọ. Còn tất cả vụ việc hôm nay á, thì bên phía huyện chúng tôi á, sẽ tiếp nhận và gửi tất cả những cái báo cáo và tình hình giải quyết về sở lao động để xin ý kiến và giải quyết cái vụ việc này. Còn về phía huyện thì sau khi đi về thì tôi sẽ tham mưu với lãnh đạo của huyện là tính cái phương án là có thể hỗ trợ được cái phần nào cho người lao động. Sau khi ngành chức năng của huyện Xuyên Mộc và chính quyền địa phương vào cuộc, công ty cổ phần kỹ thuật công nghệ Sài Gòn đã chuyển khoản 500 triệu chi trả một phần lương cho người lao động. Cơ quan chức năng cũng đã đề nghị công ty đến làm việc với địa phương để trao đổi về hướng giải quyết, đảm bảo quyền lợi chính đáng cho người lao động đang bị nợ lương. Trong những ngày qua, số lượng xe chở hàng nông sản xuất khẩu tăng đột biến tại các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Nhằm giảm ùn ứ và thúc đẩy xuất khẩu nông sản đang vào mùa vụ được thuận lợi, Thủ tướng vừa chỉ đạo các bộ ngành và địa phương triển khai ngay các giải pháp cấp bách giảm ùn ứ nông sản tại khu vực cửa khẩu biên giới phía Bắc. Liên quan đến giải pháp trước mắt, Thủ tướng yêu cầu khẩn trương rà soát các quy định về xuất nhập khẩu nông sản giữa Việt Nam và Trung Quốc, chủ động tổ chức các hoạt động ngoại giao tương ứng, phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng của nước bạn để tạo điều kiện thuận lợi, đơn giản hóa các thủ tục, tăng thời gian nhiều hơn nữa cho thông quan và hiệu suất thông quan, không để tái diễn tình trạng nông sản bị ùn ứ tại các cửa khẩu trong điều kiện nắng nóng, dễ bị hư hỏng. Bộ trưởng các Bộ Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các địa phương, các doanh nghiệp, các cơ sở kinh doanh phân phối để thúc đẩy mạnh hơn nữa việc tiêu thụ nông sản đang trong thời vụ thu hoạch tại thị trường trong nước. Đặc biệt, Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng các ngành, địa phương liên quan kịp thời chấn chỉnh, xử lý hành vi tiêu cực liên quan đến hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, thông quan hàng hóa tại các cửa khẩu. Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị cho biết, qua báo cáo của các địa phương, đến nay đã có khoảng 100 dự án thuộc đối tượng cho vay của gói tín dụng 120.000 tỷ và các địa phương đã công bố nhu cầu vay vốn như tỉnh Bình Định, Phú Thọ, Đà Nẵng, Trà Vinh, Bắc Giang, Hải Phòng. Theo đó, qua báo cáo của các địa phương, đến nay đã có khoảng 100 dự án thuộc đối tượng cho vay của gói tín dụng 120.000 tỷ và các địa phương đã công bố nhu cầu vay vốn như Bình Định đã công bố nhu cầu vay 1.832 tỷ, Phú Thọ có nhu cầu vay 441 tỷ, Đà Nẵng có nhu cầu vay 545 tỷ, Trà Vinh 420 tỷ, Bắc Giang 4.527 tỷ và Hải Phòng là 3.892 tỷ. Cũng theo Bộ trưởng Bộ Xây dựng, thực tế cho thấy chương trình mới triển khai được hơn một tháng và gói 120.000 tỷ cho cả giai đoạn đến năm 2030. Và các địa phương đang trong quá trình tổng hợp công bố nên chỉ mới có kết quả bước đầu. Trong thời gian tới, sẽ có thêm nhiều dự án tham gia gói 120.000 tỷ như nhu cầu công bố của các địa phương. Sau giai đoạn tăng nóng trước nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5, giá vé máy bay hạ nhiệt trên tất cả các đường bay trong tháng 5 vừa qua. Tuy nhiên, với việc kỳ nghỉ hè của học sinh đã bắt đầu, giá vé máy bay lại đang có xu hướng tăng từ giữa tháng 6 đến đầu tháng 8. Vietnam Airlines Group cho biết từ ngày 1 tháng 6 đến ngày 15 tháng 8, các hãng này sẽ cung ứng 7,3 triệu ghế trên toàn mạng bay nội địa và quốc tế nhằm đáp ứng nhu cầu bay hè của khách. Những đường bay nội địa nhộn nhịp nhất là các đường bay kết nối những điểm du lịch nổi tiếng như giữa Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh với Đà Nẵng, Côn Đảo, Huế, Quy Nhơn, Nha Trang, Đà Lạt và Phú Quốc. Hãng này cho biết đã ghi nhận lượng khách đặt chỗ đang tăng khá nhanh, nhiều chuyến bay dịp các điểm hè đã có tỷ lệ lấp đầy hơn một nửa số ghế. Theo khảo sát, giá vé máy bay dịp hè đang có xu hướng tăng nếu bay từ giữa tháng 6 đến đầu tháng 8. Chẳng hạn, chặng Hà Nội đi Đà Nẵng, giá vé máy bay trung bình khoảng 3,5 triệu đồng một vé khứ hồi thay vì 2,5 triệu đồng một vé khứ hồi như trước. Theo các đại lý bán vé máy bay, giá vé dịp hè năm nay vẫn còn thấp hơn so với cao điểm hè năm ngoái. Tuy nhiên, rút kinh nghiệm trong kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5 vừa qua, nhiều khách hàng chưa vội đặt vé sớm để tránh nguy cơ phải trả vé cao hơn so với giá mua gần ngày bay. Bức tranh kinh tế năm nay vẫn chưa thấy có sự xuất hiện của nhiều gam màu tươi sáng.
Theo báo cáo mới đây của Ban Nghiên cứu Phát triển Kinh tế Tư nhân gửi Thủ tướng Chính phủ về kết quả khảo sát tình hình của gần 10.000 doanh nghiệp, thì có đến hơn 80% trong số này đánh giá tiêu cực và rất tiêu cực về triển vọng kinh tế trong những tháng cuối năm. Điều này cũng hoàn toàn có cơ sở khi những con số thống kê được trong 5 tháng đầu năm không hề lạc quan. Tại thành phố Hồ Chí Minh thì hơn 2 năm qua, những mặt bằng trống chưa có khách thuê tại khu vực trung tâm như thế này còn rất nhiều. Điều này cũng phản ánh một phần bức tranh kinh tế cũng như là tình hình hoạt động của các doanh nghiệp ở thời điểm hiện tại. Theo số liệu của Tổng cục Thống kê thì trong 5 tháng đầu năm nay có 95.000 doanh nghiệp thành lập và quay trở lại hoạt động. Tuy nhiên một con số đáng chú ý hơn đó là cũng trong thời gian này, cả nước có tới 88.000 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường. Như vậy thì chia bình quân mỗi tháng thì cả nước có 17.600 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường. Và con số doanh nghiệp rơi rụng có thể sẽ tiếp tục tăng lên khi mà đơn hàng xuất khẩu cũng như là sức mua của thị trường nội địa tiếp tục sụt giảm. Đối với ngành dệt may, mọi năm từ tháng 4 các doanh nghiệp đã nhận đơn hàng cho quý 3. Còn năm nay, hiện nhiều đơn vị vẫn đang còn phải đỏ mắt tìm đơn hàng cho tháng còn lại của quý 2. Rất là khó khăn. Nó khó khăn từ quý 3 của 2022 và tiếp tục kéo dài cho đến hiện tại và có thể là đến quý 2 của 2023. Cụ thể là hiện tại bây giờ thì tất cả các cái doanh nghiệp, ít có doanh nghiệp nào mà nhận đủ đơn hàng. Doanh nghiệp lớn thì có thể là còn thiếu khoảng 20-25%. Doanh nghiệp nhỏ hơn thì thiếu nhiều hơn, thiếu 4-50%. Thị trường xuất khẩu là so với lại là cùng kỳ năm ngoái là giảm tầm khoảng 70%, tức là tương đương với lại giai đoạn quý 4 năm 2022. Còn thị trường nội địa thì chúng tôi nhận thấy bắt đầu có sự sụt giảm khoảng 20%. Theo kết quả khảo sát tình hình của gần 10.000 doanh nghiệp do Ban Nghiên cứu Phát triển Kinh tế Tư nhân, Ban 4 thực hiện, có đến hơn 82% doanh nghiệp dự kiến giảm quy mô, tạm ngừng hoặc ngừng kinh doanh trong các tháng còn lại của năm 2023. Trong số các doanh nghiệp còn hoạt động năm nay, có đến hơn 71% dự kiến giảm quy mô lao động trên 5% và hơn 22% doanh nghiệp dự kiến giảm trên 50%. Về doanh thu năm nay, có đến hơn 80% doanh nghiệp dự kiến giảm hơn 5% và có gần 30% doanh nghiệp dự kiến giảm doanh thu lên đến trên 50%. Thật ra các cái doanh nghiệp lớn thì người ta đơn hàng người ta chỉ vừa đủ, thậm chí là không đủ cho cái lực lượng lao động của mình. Cho nên là rất nhiều các cái doanh nghiệp mà trong chuỗi cung ứng đó, đặc biệt là các cái doanh nghiệp mà nhỏ mà chuyên làm gia công đó, thì họ sẽ cực kỳ gặp khó khăn. Thời điểm này là ăn đông đơn hàng. Vì là lãi suất cao đó, thì không ai dám mà nhận đơn hàng lớn. Nhận đơn hàng lớn thì mình sẽ phải vay. Tôi nghĩ rằng là cái báo cáo của Ban 4 là một cái báo cáo khá là chính xác. Doanh nghiệp bây giờ họ đang có đơn hàng, đang có hoạt động doanh nghiệp thì họ cần nhanh những cái thủ tục về ngân hàng. Thật sự là cái tỷ lệ doanh nghiệp không có đơn hàng khá nhiều. Do đó bây giờ cũng không nhu cầu mà vay nữa. Nhưng mà nhu cầu cái gì? Nhu cầu cần một nguồn tiền để trả lương cho người lao động. Bây giờ muốn chữa cho người yếu thì anh phải chữa, phải làm cho người khỏe để họ ổn định đã. Bây giờ làm người khỏe yếu đi nữa thì chữa làm gì cho người yếu? Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin Dòng chảy cuộc sống hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Các khó khăn của doanh nghiệp được các chuyên gia đánh giá và khẳng định là chưa từng có. Những biến động khó dự báo đã bào mòn sức khỏe của doanh nghiệp. Do vậy họ cần được tiếp sức để vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay, phục hồi phát triển ổn định. Thuế, phí, lãi vay chính là điều doanh nghiệp thực sự cần lúc này. Đó là nội dung có trong chương trình Dòng chảy cuộc sống ngày mai, mùng 2 tháng 6.